Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, Ban Thường vụ Quyện đoàn Tân Hưng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Phòng Hậu cần Công an tỉnh Long An, Công ty Cổ phần Lương thực và Xây dựng Mecofood, Chi đoàn đã phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức chương trình Tháng 3 Biên giới. Giới chủ đề Cùng em tới trường, Chương trình trao tặng 5 chiếc xe đạp, 40 phần quà, 1.000 quyển tập và 2,5 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Dạ, con rất là vui khi có xe đạp để thuận tiện cho việc đi học. Con sẽ cố gắng học giỏi để để phụ giúp gia đình ngoài được hỗ trợ cắt tóc miễn phí tại chương trình các em học sinh còn nghe tuyên truyền kiến thức về pháp luật phòng chống ma túy góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy nhất là trong trường học thì tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong cái hoạt động mà lực lượng công an muốn uh, truyền tải nhiều thông tin để giúp cho các em có những kiến thức cơ bản mà trong ngày hôm nay thì chúng tôi muốn truyền tải đó là uh, tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cũng như là các tệ nạn về ma túy để các em trong cuộc sống ngoài xã hội không bị các đối tượng xấu lôi kéo dụ dỗ vào con đường tội phạm về tệ nạn về ma túy. Đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chăm lo cho các em học sinh, đặc biệt là những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức các em có thêm động lực dâng lên trong học tập.